học các vị thần yêu thương người thế gian các con đều là những chiếc lá trên cùng một thân cây đều là những giọt nước trong cùng một đại dương ba hai giáo không một chúng sanh nào mà không có đầy đủ trí huệ của như lai phật giáo giêsu nói hiếu kính với cha mẹ yêu thương người khác như chính bản thân mình kỳ tô giáo ta chính là người cần được liễu ngộ trong tất cả kinh điển khởi phát những trí huệ trong kinh điển ta hiểu được tất cả những chân lý ở trong đó ấn độ giáo nhưng loại vốn là cùng một dân tộc islam giáo linh hồn của chúng sanh giống nương tựa lẫn nhau do thái giáo ta là jehovah các người hãy yêu thương người khác như chính bản thân mình do thái giáo thượng đế không có đi và đến ngay ở khắp mọi nơi Phổ độ cho hết thảy Suy giáo Đạo trời lợi mà không hại Đạo thánh nhân làm mà không tranh Đạo giáo Thượng đế và những chân lý Đã tuyên thuyết chính là một loại ngôn ngữ Khải thị thần thánh Loại ngôn ngữ này xuất phát từ một tâm linh thánh khiết nhất Bái họa giáo Học tập Thần ái thế nhân Tập 6 Tịnh Không là Pháp Sư chủ giảng Ngày 15 tháng 10 năm 2018 Tại Hội Hữu Nghị Tịnh Không Thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc Các vị Pháp Sư Các vị Đồng học Xin chào mọi người Xin xem quyển sách Thần Ái Thế Nhân trang 29 Trang 29 Vị thường chủ của các con Là một vị chân thần trí tự Tấm lòng của Ngài Luôn xem toàn thể nhân loại Là cùng một thân thể và linh hồn với mình hai câu nói này vô cùng quan trọng tri kiến của phàm phu lục đạo cùng với thượng chủ đích thực là không như nhau hôm nay chúng ta phải học tập thượng chủ phải nên thực sự chăm chỉ mà học theo ngài xem nhân loại thành một thể hơn nữa còn xem thành một thân thể chỉ khi nội tâm của mỗi một con người đều sẵn lòng vì toàn thể nhân loại mà cầu phúc thì hòa bình và sự an định chân thật mới có thể thực hiện được câu nói này cũng vô cùng vô cùng quan trọng trước mắt là một yêu cầu bức bách phải học thượng chủ hòa bình và an định chân thật có thể thực hiện ở trên thế giới này rồi các con cháu nhân loại của thượng đế người người đều là anh chị em ruột thịt những sự vật mà mỗi một người mong cầu thì cũng hãy nên vì tất cả anh chị em Mà mong cầu như vậy Những lời này Là lời của Thượng Đế Mỗi một tôn giáo Đều có một Thượng Đế Thượng Đế chỉ có một người Ngài cùng giới trên Phật Kinh đã nói là Như nhau Nên dùng thân gì để độ Thì Ngài liền hiện thân đó Ứng cơ thuyết pháp phổ độ chúng sanh Một người cũng không bỏ sót Chúng sanh Ư ừ thích Kỳ Tô Ngài liền hiện thân Kỳ Tô Ư ừ thích giê va Thì liền hiện thân Giê-hô-va ừ thích Phật Thì liền hiện thân Phật Thậm chí là ở Trung Quốc văn hóa người trung quốc rất lâu đời rồi thời đại cổ xưa người trung quốc rất tôn trọng các vị thánh nhân thì thượng chủ thượng đế liền hiện thân thánh hiền tại trung quốc như nghiêu thuấn vũ thang văn vũ chu công để mà giáo hóa chúng sanh ở khu vực này khái niệm này chúng ta đã học được rồi hết thảy mọi lúc hết thảy mọi nơi là thật không phải là giả chúng ta đều là những lá cây mọc ra từ chung một thân cây là những giọt nước trong cùng một đại dương những việc mà chúng ta ưa thích thì chắc rằng người người cũng đều ưa thích việc mà chúng ta chán ghét thì người người cũng đều chán ghét những điều mà chúng ta mong cầu thì hãy nên vì tất cả anh chị em mà cũng mong cầu như vậy chứ không nên chỉ ở mức tự tư tự lợi câu sau đây là câu vô cùng quan trọng phải sẵn lòng vì toàn thể nhân loại mà phục vụ phải triệt để buông bỏ mọi ý niệm chỉ biết gì mình bất luận là ở đâu sự đối lập và lòng thù địch chỉ mang lại cho con người sự ưu tối bất luận là nơi nào thì sự yêu thương đều mang lại ánh sáng cho chúng ta xã hội hiện nay hỗn loạn cư dân trên địa cầu tuyệt đại đa số thậm chí có thể nói là toàn bộ đều có lòng thù hận đều có sự đối lập đem đến cho xã hội chúng ta sự tranh đấu lẫn nhau không phải là yêu thương lẫn nhau nơi bên không thể bao dung lẫn nhau đem lại cho xã hội sự động loạn phải làm sao đây tín đồ của các tôn giáo học trò của thần thánh chúng ta cũng thường thường nói đó là cần phải tìm lại cho được tình yêu thương của thượng đế sau khi tìm lại được rồi hãy luôn để nó ở trong tâm chúng ta đại diện cho thượng đế chúng ta hãy để tình yêu thương của thượng đế phát sáng ở trong mỗi chúng ta khiêm tốn một chút không dám nói là giáo hóa chúng sanh ảnh hưởng đại chúng ta là một tín đồ tôn giáo chân thật ta tin tôn giáo nào thì hãy học theo vị thượng đế của tôn giáo đó phải học cho thật giống không nên cầu ở người khác phải cầu ở chính mình mỗi một người đều quay đầu đều có thể yêu cầu ở chính mình hiệu quả liền xuất hiện ngay cũng như trên kinh đã nói lòng thù địch chỉ có thể mang lại sự ưu tối cho nhân loại bất luận là ở nơi đâu thì tình yêu thương cũng đều mang lại ánh sáng cho chúng ta vậy thì chúng ta phải biết lòng thù địch nhìn không vừa mắt ta không ưa thích những khái niệm này đều mang lại tai nạn nhỏ là cá nhân lớn là tai nạn như chiến tranh thật quá đáng sợ trong quá khứ không có những vũ khí khoa học như ngày nay con người vẫn không thể hủy diệt được địa cầu theo sự phát triển của khoa học hiện tại là chiến tranh vũ khí hạt nhân con người có năng lực hủy diệt được cả địa cầu những chúng sanh khổ nạn trên địa cầu này chúng ta dùng tâm từ bi mà nhìn họ đối đãi với họ hay là dùng thái độ chán ghét để đối đãi hai con đường này không thể không rõ ràng không thể không có sự lựa chọn cho nên cũng có không ít người hỏi tôi xã hội trên thế giới ngày nay hỗn loạn rồi vậy thì phải làm sao người quan tâm vấn đề này càng ngày càng nhiều quan tâm thì cũng không thể giải quyết được vấn đề phải có hành động những giáo huấn trong kinh điển là tư liệu tốt nhất không nên áp đặt đối với bất kỳ ai những trách nhiệm mà chính mình cũng không muốn gánh giác không đem đến cho những người khác những việc mà chính bản thân mình cũng không mong muốn đây là lời khuyên tốt đẹp nhất mà ta dành cho các con mong các con hãy tuân thủ trong đoạn kinh văn này có một đoạn là dùng phiên dịch từ thành ngữ trung hoa đó là câu kỹ sở bất dục vật thi ư nhân nghĩa là chúng ta tự mình không muốn tuyệt đối không đem đến cho người khác đây chính là ân đức đây chính là học trò của thần thánh là con cái của thượng đế giúp đỡ thượng đế giáo hóa chúng sanh giúp đỡ chúng sanh quay đầu học tập thượng đế như vậy mới đúng Chữ dùng trên kinh rất hay Đây là lời khuyên răng tốt đẹp nhất Mà ta dành cho các con Mong các con hãy tuân thủ Đoạn tiếp theo Do nhờ lòng nhân từ của Ngài Ngài khiến con đạt đến Được cảnh giới thiên liêng của Ngài Cho phép con an trú Trong ngôi điện tín ngưỡng hữu nghị của Ngài Cho đến khi Con ở nơi đó nhìn thấy được Thân tướng từ bi của Ngài Một cách rõ nét Quan sát được đủ các loại minh chứng cho một thể vô ngại của ngài thế hội được tướng thể trang nghiêm tráng lệ huy hoàng của ngài căn nguyên viên dung không hai của ngài cùng với cảnh giới siêu nhiên thống trị vạn hữu của ngài vì thượng chủ nhân từ của mỗi một tôn giáo đều là dạy bảo chúng ta như vậy đều có sự kỳ vọng như vậy hiệu quả sanh ra từ đâu sanh ra từ chính chúng ta chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực đọc những kinh văn này dùng kinh văn để đối trị những thói xấu của chính mình dùng kinh văn của kinh điển để chăm chỉ mà học tập nhất định phải đem những kinh văn trong kinh điển đặt ở trong tâm đặt để vào trong cuộc sống thường ngày đối người tiếp vật khởi tâm động niệm cử chỉ và lời nói có thể tương ưng với những giáo hướng của thượng chủ thì đúng người thời xưa khi làm học vấn thì yêu cầu bốn chữ là tính giải hành chứng theo thứ tự cái thứ nhất là sự tín nhiệm đối với người thầy tín nhiệm đối với cha mẹ tín nhiệm đối với trưởng bối những người này đã sanh ra ta nuôi dưỡng ta dạy dỗ ta chúng ta làm người học trò thì phải dùng lòng trí thành cung kính để mà đối đãi duy chỉ có thành kính thì mới có thể xây dựng lòng tin mới có thể tiếp nhận sự giáo huấn trong kinh văn kinh điển người xưa nói rất hay một phần thành kính được mười phần lợi ích mười phần thành kính thì được mười phần lợi ích quyển kinh sách này bày ở ngay trước mắt chúng ta thượng đế yêu thương thế nhân chúng ta ở trong quyển sách nhỏ này nhìn thấy được vị thượng chủ của tất cả tôn giáo hoặc có thể nói là tất cả vị thượng chủ của tất cả tôn giáo cũng đều như vậy họ đều có sự kỳ vọng như thế nào đối với chúng ta chúng ta phải có thể thể hội được sau đó bạn mới nhìn thấy được Đại từ Đại bi Đại ái Của một vị chân thần Nhìn thấy rồi Thấy hội được rồi Tin tưởng rồi Những gì kinh điển đã nói Thì hãy đọc tụng nhiều một chút đọc cho đến thuộc thuộc lòng rồi thì việc đối người tiếp vật khởi tâm động niệm ở trong cuộc sống thường ngày có tương ưng với kinh văn hay không người xưa nói một phần thành kính được một phần lợi ích mười phần thành kính được mười phần lợi ích hai câu nói này rất quan trọng chúng ta có thể học được bao nhiêu có thể đọc sách thánh hiền cùng cổ thánh tiên hiền thì có làm được thánh hiền hay không hoàn toàn đều xem ở việc bạn có bao nhiêu phần cung kính cho nên phải bắt tay từ đâu phải từ thành kính từ chân thành cung kính mà bắt đầu ta có một phần chân thật cung kính thì chỉ được một phần lợi ích có hai phần cung kính gì thì, thì bạn chỉ được hai phần lợi ích là thật chứ không phải là giả Văn hóa năm ngàn năm qua của Trung Quốc Phía trên có thể mở rộng ra đến hoàng đế Nhiều thuấn vũ thang Thì có văn tự văn hiến Để lưu truyền cho hậu thế Không phải là giả Lão Tổ Tông đời đời kiếp kiếp vẫn đang truyền thừa trở lại đời trước truyền lại cho đời sau đến đời này của chúng ta thì xảy ra vấn đề rồi thế hệ đời trước của tôi thì đã xảy ra vấn đề rồi nhưng vẫn là không nghiêm trọng Đến thế hệ này của chúng ta thì vấn đề đã rất là nghiêm trọng rồi. Chúng tôi thường nghĩ vấn là cần phải học tập kinh điển mà thôi. Con người thay đổi, kinh điển thì không. Lại trải qua 10 năm 20 năm sự lo sợ trong lòng chúng tôi có thể sẽ trở thành hiện thực kinh điển đã xảy ra vấn đề rồi người hiện nay chú giải kinh làm chú giải cho kinh điển không phải là ý của người xưa mà đó toàn là ý của họ vấn đề này rất nghiêm trọng nếu cứ như vậy thì những văn hiến kinh điển về sau đều không còn đáng tin nữa rồi đây là việc rất đáng sợ cho nên chúng tôi mong đợi vị chân thần sẽ phái sứ giả đến nhân gian phái tiên tri đến thế gian làm thầy để dẫn dắt để dẫn dắt giáo hóa nhân dân đây là sự khẩn cầu của chúng tôi hy vọng ước mơ này sẽ thành hiện thực hy vọng những người trẻ thế hệ sau chúng ta chăm chỉ nỗ lực mà học tập kinh điển làm cho kinh điển không đến nỗi bị thất truyền vẫn là từng đời tiếp nối lưu truyền nhau công đức này là lớn đệ nhất sự cống hiến này cũng là lớn đệ nhất. Còn việc gì có thể tốt hơn việc này nữa chứ? Tìm không ra. Cho nên, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình, đây là công đức đứng hàng đầu của thế gian. Chúng ta phải chăm chỉ, phải nỗ lực. Những cái khác đều là giả. Đều không phải là chủ yếu nữa rồi Cho nên chúng tôi chân thật hy vọng Giống như chỗ này đã nói Trên kinh điển này đã nói Như liên thể thiên liên của biển cả bao la Nếu như bạn là một cư dân trong thành phố mênh mông này mà nói Thì bạn sẽ nhận biết được những vị sứ giả và tiên tri mà chân thần phái đến, toàn bộ họ chính là một linh hồn, chính là một thân thể, là cùng một đạo quang minh, là cùng một cái tinh thần. Bạn sẽ nhận biết được vị sứ giả xuất hiện đầu tiên đó không khác gì với vị đến sau cùng vị xuất hiện sau cùng đó cũng chính là vị đầu tiên vậy chúng ta có thể hiểu được không khó hiểu sứ giả của chư phật bồ tát chúng thần thường hay đến thế gian này có khởi tác dụng hay không không khởi tác dụng gì vì sao vậy người thế gian không biết tôn trọng đối với họ không có tâm cung kính vậy thì chúng ta liền hiểu ngày nay điều cần thiết bức bách của chúng ta chính là giáo dục là giáo dục gì là giáo dục nhi đồng là giáo dục tiểu học Chúng ta đem tiểu học Của Trung Quốc Năm ngàn năm qua Những sách giáo khoa Trong trường tư thuộc Tổng cộng có hơn 20 loại Hình thành một quyển sách Trẻ nhỏ Từ 2 tuổi Thì bắt đầu Dạy đến năm sáu tuổi bồi đắp vững chắc cây gốc luân lý đạo đức rồi rễ sâu gốc chắc đó mới gọi là nhân tài chân thật chúng ta hãy nhanh chóng mà làm không thể không làm trung học học sáu năm thì học tứ thư ngũ kinh học thập tam kinh thì hán học mới có thể phát dương quan đại phổ độ chúng sanh đại học thì 6 năm Một bộ sách giáo khoa Là vườn thư trị yếu Do đường Thái Tông Cho biên soạn Nội dung của bộ sách này là gì? Cổ Thánh Tiên Hiền Giáo Huấn Đã quá nhiều rồi Mấy dạng quyển sách Từ trong đây mà cho tuyển chọn ra Tuyển chọn tinh túy Đã chọn ra được hơn 60 loại Những điều có liên quan đến tu thân Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ Đem những trí huệ cần thiết cho bốn việc này Những tri thức cần thiết Những giáo huấn cần thiết Đều có ở trong quần thư trị yếu Học một bộ sách này thì đủ rồi Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A à, Di Đà Phật. Một sứ giả hòa bình, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mạng, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai mở thái bình, toàn tâm toàn lực vì nhân dân phục vụ, đó mới chính là một sứ giả. cẩn dịch Ban biên dịch tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vòng tay cư sĩ Amok gmail.com Người đọc Hạnh Quang Phát tâm cúng dường Do nhóm đệ tử quy Thành kính cúng dường Nguyện cả thảy chúng sanh Đều tín niệm di đà đồng cầu xanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này tra nghiêm cõi tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật